Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Ngày 2 tháng 6, hàng triệu người trên khắp nước Anh và thế giới cùng hòa mình vào các sự kiện mừng đại lễ Bạch Kim đánh dấu 70 năm trị vì Vương quốc Anh và 14 quốc gia khác thuộc khối thịnh vượng chung của nữ hoàng Elizabeth, người nắm giữ ngai vàng lâu nhất thế giới. Từ 10 giờ sáng theo giờ địa phương, tức 16 giờ theo giờ Hà Nội, lễ diễu hành của quân đội Hoàng gia Anh đã chính thức mở màn với sự tham gia của 1.450 binh sĩ thuộc Ngự Lâm Quân và Biệt đội Pháo binh Hoàng gia Anh cùng 240 chiến mã và 400 nhạc công quân đội. Đây là nghi lễ quan trọng đầu tiên trong chuỗi sự kiện kéo dài 4 ngày của đại lễ. Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị xuất hiện trên ban công điện Buckingham, duyệt đội hình đội cận vệ và vẫy chào đoàn diễu hành, khởi đầu đại lễ Bạch Kim kỷ niệm 70 năm trị vì. Đây là lần hiếm hoi nữ hoàng Anh xuất hiện trước công chúng thời gian qua, sau khi bác sĩ yêu cầu bà cắt giảm phần lớn hoạt động hoàng gia vì một số vấn đề sức khỏe. Buổi lễ có sự góp mặt của các thành viên hoàng gia như Thái tử Charles, em gái của ông là công chúa Anne, vợ chồng hoàng tử William Kate. Ngoài ra, sẽ có những màn chào súng ở London trên khắp nước Anh và từ các tàu hải quân hoàng gia trên biển. Các sự kiện chính thức sẽ diễn ra đến hết ngày 5 tháng 6. Ủy ban châu Âu cho biết Croatia đã đáp ứng tất cả 5 tiêu chí cần thiết để trở thành thành viên của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone từ năm 2023. Ủy ban châu Âu EC đánh giá Croatia đã tuân thủ tất cả các tiêu chí nghiêm ngặt của EU để có thể sử dụng đồng tiền chung euro, trong đó tiêu chí duy trì lạm phát ở mức tương đương các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và mức chi tiêu công hợp lý. Sau khi các lãnh đạo EU thông qua đánh giá của EC trong tháng 6, các bộ trưởng tài chính EU sẽ đặt ra tỷ giá hối đoái giữa đồng nội tệ kuna của Croatia với đồng euro trong tháng 7 để chuẩn bị cho việc nước này chuyển sang sử dụng đồng euro từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Việc gia nhập Eurozone sẽ giúp mang lại một số lợi ích kinh tế cho Croatia như chi phí tài chính và giao dịch thấp hơn, dòng vốn tăng trong hệ thống ngân hàng, hội nhập và liên minh ngân hàng châu Âu, tăng tính minh bạch về giá. Tiếp tục thông tin về vụ động đất có cường độ 6,1 độ Richter xảy ra tối qua tại thành phố Nha An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 41 người bị thương. Hơn 4.500 người thuộc các lực lượng cứu nạn, vũ trang, cứu hỏa, y tế và nhiều cơ quan chức năng khác đã được cử tới khu vực chịu ảnh hưởng của động đất để tiến hành tìm kiếm và cứu nạn. Giới chức tỉnh Tứ Xuyên đã chi 100 triệu nhân dân tệ, tương đương 15 triệu đô la Mỹ, 400 lều cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Trận động đất có độ lớn 6,1 độ Richter với tâm chấn ở độ sâu 17 km đã làm rung chuyển huyện Lô Sơn ở thành phố Nha An vào chiều tối ngày 1 tháng 6. Sau đó 3 phút, một trận động đất khác có độ lớn 4,5 độ Richter cũng đã xảy ra ở huyện Bảo Hưng, cũng của thành phố này. Liên quan tới cuộc khủng hoảng thiếu sữa công thức tại Mỹ, hôm qua, tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo 5 nhà sản xuất thực phẩm trẻ em hàng đầu, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nêu chi tiết các cách thức chính phủ xử lý cuộc khủng hoảng này. Cụ thể, bên cạnh việc yêu cầu các công ty trong nước tăng năng suất, chính phủ Mỹ cũng triển khai chiến dịch sử dụng máy bay quân sự để nhanh chóng chuyển sữa công thức từ nước ngoài về. Hãng hàng không United Airlines của Mỹ đã đồng ý vận chuyển miễn phí sữa công thức do Anh sản xuất và dự kiến số sữa này sẽ có mặt tại các cửa hàng Target trên toàn quốc trong những tuần tới. Tổng thống Mỹ Biden cũng kêu gọi cần đa dạng hóa danh mục sữa công thức trên thị trường Mỹ. Thị trường có doanh thu thường niên xấp xỉ 4 tỷ đô la Mỹ này thường bị thống trị bởi các nhà sản xuất nội địa, trong khi hàng nhập khẩu bị hạn chế và chịu mức thuế cao. Trong bối cảnh nguồn cung nguyên vật liệu khan hiếm, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã tìm ra cách tạo xi măng từ chất thải thực phẩm. Phát kiến này giúp giảm phụ thuộc vào việc nhập khẩu, đồng thời hạn chế tác động gây hại cho môi trường trong quá trình sản xuất xi măng thông thường. Phòng thí nghiệm ở Đại học Tokyo, các nhà nghiên cứu đã thành công trong việc tái chế rác thải thực phẩm như lá trà, vỏ cam, hành tây, bã cà phê, thậm chí cả thức ăn thừa thành xi măng bằng cách nghiền, trộn, sau đó kết dính hỗn hợp bằng cách điều chỉnh nhiệt độ và áp suất. Các nhà nghiên cứu cho biết, xi măng từ chất thải thực phẩm dùng làm bê tông xây dựng có độ dẻo dai gần gấp 4 lần so với bê tông thông thường. Ngoài ra, vì tính chất tái sử dụng và phân hủy sinh học, xi măng này có thể được chôn lấp khi không còn cần thiết. Tuy nhiên, vật liệu mới vẫn có những vấn đề cần khắc phục như khả năng chống thấm, sự thu hút côn trùng. Dự án xi măng thay thế có thể là một giải pháp hữu ích đáp ứng được nguồn cung vật liệu xây dựng thiếu hụt và thân thiện với môi trường.
Bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.